VIP dẫn đầu xu thế thẻ. It all starts somewhere. The innocence and fantasies. Put all your trust in make believe. Hãy cùng tôi chào đón Voi bản đôi. Trời ơi! Cái giọng hát thì nó kinh khủng khiếp luôn á. Quá tuyệt vời ạ. Cho em nhiều cảm xúc nhất thì chính là Voi. Tấm vé cuối cùng đã thuộc về Voi bản đôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là anh Tú và mình cũng là Voi bản đôn trong The Masked Singer năm 2023. Tôi đã trong khu rừng của mình để chờ đợi hơn một năm chỉ để được ký tên mình vào danh sách tỏ danh giá của The Masked Singer Việt Nam. Đến ngay con bé Voi bản đôn cho tôi hát, nhưng mẹ tôi thì lại không. Cái hồi bé xíu con ấy thì Tú có đi hát, mà đi hát đám cưới ấy, mọi người hay theo chân bố đi, bố làm chủ hôn, anh trai thì đánh đàn, còn mình thì sẽ là hát, rất thích như thế luôn. Nhưng mà rồi dần dà trưởng thành ấy, lớp 10, lớp 11, lớp 12 ấy, thì mẹ lại có một cái suy nghĩ, sướng ca vô loài. Mẹ không cho mình theo nghệ thuật nữa. Thế là bẵng một thời gian, ôn thi trường công nghiệp Hà Nội, thì mình cũng đạt, nhưng mà cuối cùng mình học chỉ được nửa năm thôi, suốt ngày gõ cốt. Những cái gì liên quan đến công nghệ thông tin ấy thì mình cảm thấy mình hơi bị gò bó, mình bị ép mình vào. Thế sau đó là mình quyết định xin mẹ mình là cho mình ôn thi trường nghệ thuật Hà Nội. Còn nói về bố mình thì bố mình lại không thích mình hát nhạc nhẹ. Bố mình thích mình hát nhạc thính phòng cơ. Mỗi lần mà bố cấm nghe nhạc nhẹ là mình lại lén bật cái đài. Chỉ vậy thôi nhưng mà thuộc hết tất cả các album của anh Ưng Hoàng Phúc này, rồi của anh Nhật Tinh Anh này. Bởi vì mình yêu nó, mình gặm nhấm, mình bào nó và mình yêu nó hơn. Ngày xưa khi mà Tú từ một người hát nhạc thính phòng, Tú chuyển sang một người hát nhạc nhẹ, thì Tú bị nhiều ý kiến trái chiều quá, làm cho mình cảm giác hơi tự ti về giọng hát của mình. Nhưng mà Tú không vì thế mà Tú dừng lại đâu mọi người. Tú phải lấy chính những cái lời nhận xét đấy làm động lực để mình tiến lên. Bởi vì đối với cả Tú, cái tinh thần của một người đàn ông đó chính là không bao giờ chịu khuất phục. Và từ đấy là mình cố gắng tập luyện, mình cố gắng trau dồi giọng hát này, tư duy âm nhạc này, cách xử lý này. Và điều chứng minh đó chính là The Masked Singer. Đây là một cái cột mốc cũng rất quan trọng của cuộc đời mình. Mình cảm ơn đất Việt, cảm ơn V-Channel, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên một nhân vật Voi bản đôn và đã cho Tú có cơ hội được đến gần với khán giả nhiều như thế. Lời chào đến tất cả buôn làng. Một năm trời mình tập luyện về thanh nhạc, về giải phóng hình thể này, và mình cũng tập trung rất nhiều vào bản thân mình. Mình nghĩ rằng á, khán giả sẽ là cái người thích mình bởi vì mình là mình. Thế cho nên càng ngày Tú càng nhìn nhận bản thân mình nhiều hơn. Tú chỉ nghĩ đơn thuần thôi, khi mà mình hát một bài hát là mình phải đặt để tất cả các cảm xúc vào đấy. Cũng không khác gì như một họa sĩ phải đặt hết tâm can vào bức tranh. Mình hát một bài hát, mình phải hiểu bài hát đấy nói về chủ đề gì, câu chuyện của anh nhạc sĩ ra làm sao. Sĩ phải là cái người mà đặt để tâm can này, rồi tất cả mọi thứ vào bài hát, như kể một câu chuyện tới khán giả ấy. Chứ không thể nào mà cứ đứng lên rồi ổng hát rồi cuối cùng mình không hiểu mình hát cái gì. Không được. Như thế là có lỗi với nghề lắm, như thế là có lỗi với khán giả lắm. Cái lúc mà Tú hát ấy, Tú chỉ quan tâm là hãy thả hồn vào đấy, thả hết cái con người của mình. Tú quên hết tất cả mọi thứ xung quanh luôn, bởi vì lúc đấy đeo mascot của Voi ấy cũng có nhìn thấy cái gì đâu. Có mỗi cái lỗ nhìn ở đây nè, cái chỗ này đúng không Voi? Voi chỗ này nhìn xuống đúng không? Ông đang nhìn đó. Là nhìn xuống dưới luôn đấy mọi người, là không nhìn thấy ai hết. Thế cho nên là mình cứ nhập tâm thôi. Voi xúc động với cái bài hát mình hát, Voi đã khóc. Tới rồi, tới rồi.
Tú có hát một bài là mình sáng tác, Duyên Do Trời Phận Tại Ta. Hỏi trời sao chẳng quân lấy nhưng vẫn vương với em đã quá. Mình cũng chưa phải là một người viết quá hay, mình cũng có nhiều cái lỗi sai, nhưng mà với cái niềm yêu thương của khán giả và mình đã đủ tự tin để đứng trên sân khấu The Masked Singer để hát một bài mới toanh thành toành của mình viết dành tặng cho các bạn khán giả. Chuyện cứ duyên do trường, còn phận tại chúng ta. Chuyện cứ duyên do trường, còn phận tại. Còn nói về giọng hát của Voi và Đôn, Tú nghĩ rằng Tú đã làm cho mọi người rất tò mò, không biết đây là nhân vật anh Tú hay Cúc Thiên hay Nguyên Vũ rồi anh Minh Quân. Lâu lâu thì có cả Hoài Lâm nữa. Một số bạn, bạn ấy biết là Voi là ai rồi, nhưng các bạn ấy bảo vệ Voi nhá. Voi biết điều đấy không? Cảm ơn các bạn khán giả rất nhiều khi mà đã bảo vệ Voi. Trời ơi mọi người, nhiều lúc nhá, mình đọc comment ấy, tôi biết thừa đây là .. nhưng tôi sẽ bảo vệ bạn và tôi sẽ không nói ra bạn đâu, bởi vì tôi muốn bạn đi vào sâu hơn nữa. Trời ơi. Hi hi hi. Tớ là chú Voi, yêu những điều mới mẻ và thú vị. Vậy mà tình yêu của Voi dành cho fans chẳng hề lung lay và thay đổi luôn. Còn nói về các bạn fans đã cảm ơn Tú khi mà Tú đã giúp đỡ bạn ấy. Mẹ bạn ấy gặp một cái vấn đề rất lớn về bệnh. Mình cũng có mẹ, thế cho nên khi mà mình giúp được gì cho mẹ mình thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Thì Voi cứ ủng hộ thôi, giúp đỡ bạn ấy thôi, được phần nào thì hay phần đấy. Mình đang làm những điều có ý nghĩa với xã hội, đó là cái điều tích cực mà mình đã làm được. Và mình vui vì điều đấy. Và sau 6 năm hoạt động nghệ thuật, một ngôi nhà nhỏ nhoi của mình được mang tên là Lover, là fans club của mình. Và mọi người để ý nhé, mình cũng đã có một cái hint, đó chính là Taylor Swift. Taylor Swift đã có một bài hát là Lover. Lover, tôi yêu các bạn rất nhiều. Và tôi tin rằng Lover cũng yêu anh Tú và Voi Bản Đôn rất nhiều. Đúng không Voi? Đúng không? Trái tim à? Thả tim à? Tinh. Từ The Voice 2017 cho tới The Masked Singer 2023, đó là cả một chặng đường dài. Từ một cậu choai choai mới lớn tham gia một chương trình với sự ngờ ngạch, rồi đến một người trưởng thành hơn với nhiệt huyết, tình yêu với nghề. Có quá nhiều người hát hay ở trong chương trình, mình cũng bị ngợp. Nhưng mà cứ từng ngày, cái sự nỗ lực của mình và mình không bỏ cuộc. Rồi mình còn được vào tận concert để lộ diện, có thể nói là một thành quả của bản thân mình trong một chặng đường dài mà mình theo đuổi. Thực sự là tham gia The Masked Singer đó là một cái cơ hội và cũng là một điều may mắn đối với cả Tú, khi mà Tú được cọ sát cùng với rất nhiều các nghệ sĩ, từ Gạo Cội cho đến những người em của Tú nữa. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm, học hỏi được sự khiêm tốn, khiêm nhường của bậc tiền bối. Mình học hỏi được sự đam mê, sự nhiệt huyết, sự cầu tiến của những bạn trẻ. Mình cảm thấy may mắn được đứng ở trên sân khấu của The Masked Singer và hát. Mình không phải là một giọng hát xuất sắc, mình chỉ nghĩ rằng mình hát cảm xúc nhất có thể. Trong bước đường tương lai, mình sẽ cải thiện mình nhiều hơn, bởi vì mình là chiến binh mà. Chiến binh thì không được gục ngã, đúng không Voi? Sau đêm quan trọng này thì nó sẽ là một cái chặng đường rất dài, không chỉ của Voi đâu, mà còn của cô Cú này, của ông Baby này, của các mascot khác. Tú coi đây là một cái bước đà để mình bứt phá hơn trong sự nghiệp của mình. Tú tin với thứ âm nhạc Tú đang theo đuổi, Tú tin với tình yêu thương của khán giả dành cho Tú, và Tú tin với những gì Tú đang làm. Khi mà Tú đứng trên sân khấu thì chắc chắn Tú sẽ hát bằng cả tính mạng của mình. Và tôi chỉ mong rằng ấy,
năm Tú 70 tuổi, Tú sẽ nhìn lại cả cái chặng đường dài của mình. Mình đã làm được những gì? Giá trị mình mang đến nghệ thuật là gì? Đó chính là chữa lành, là đồng cảm, là chia sẻ, tâm giao với khán giả. Thế rồi sau đó một ngày nào đó khi mà Tú có gia đình, Tú sẽ tự hào khi mà nói về cái cột mốc son The Masked Singer. Tú sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả, tất cả các anh chị đã luôn luôn hỗ trợ Tú trong một chặng đường dài của The Masked Singer. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu sự không hoàn hảo của Voi. Và mình là Voi Bản Đôn, anh Tú. Có tay. La 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 la. Tú xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn yêu thương tất cả các mascot, và trong đó có Voi Bản Đôn, một người bạn đồng hành cùng với cả Tú trong suốt một chặng đường The Masked Singer năm nay. Và thực sự nó là một cái khoảng thời gian quá huy hoàng đối với anh Tú. Đó cũng là một cái kỷ niệm mà không thể quên được của Tú cũng như tất cả mọi người. Cảm ơn The Masked Singer, cảm ơn tất cả những anh chị trong ekip, các bạn hỗ trợ luôn. Đấy là cái lòng của Tú. Và cảm ơn khán giả đã luôn luôn yêu thương The Masked Singer. Cái đấy là cái tình cảm mà thực sự là Tú trân quý. Và tớ sẽ nhớ mãi những cái comment, tớ sẽ nhớ mãi những cái khuôn mặt của các bạn đã dành tình cảm cho Voi Bản Đôn, cho anh Tú. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn. Bởi vì đối với cả Voi, The Masked Singer sẽ là một cái cột mốc rất lớn với sự nghiệp của bất cứ nghệ sĩ nào tham gia The Masked Singer. Từ khi mà mùa 1 mình đã được nhận lời mời, nhưng rất tiếc là mình không thể tham gia, bởi vì trong một năm mình sẽ không muốn tham gia quá nhiều chương trình âm nhạc, và mình dành cái sự chất lượng nó nhiều hơn là số lượng. Thế cho nên mình đã hoãn lại cho năm nay và có nhắn với các anh chị là cho phép em năm sau được xin tham gia. Là mình đã xin tham gia từ một năm trước rồi các bạn ạ. Dĩ nhiên mình có tập luyện, mình có luyện thanh và mình có đi học thêm thanh nhạc. Và thực sự là mình đã thấy sự hiệu quả thông qua những cái bài hát mà mình tham gia và được các bạn khán giả yêu thích. Mình thấy đấy cũng là một cái kết quả khá ưng ý đối với mình, và mình sẽ học nhiều hơn nữa, trau dồi bản thân nhiều hơn nữa. Và cảm ơn mọi người nhé. Voi sẽ tập trung vào bài hát nhiều hơn là mình sẽ muốn làm gì trong The Masked Singer. Tùy cái cảm xúc, tùy cái moment đấy và mình sẽ xử lý nó. Và thực sự là mình cảm thấy mình được sống là mình ấy mọi người. Được thỏa sức khi mà mình đứng ở trên sân khấu, mình giỡn với mọi người và được các bạn khán giả cười. Cái điều đấy là cái điều mình wow. Mình bảo trời ơi, nó đã quá à. Nó đã lắm mọi người ơi. Và các bạn khán giả là một cái nguồn động lực cực kỳ lớn đối với mình. Là một điều phi thường đối với mình. Không, không thể tin nổi ấy. Trời ơi, unbelievable. Thực sự là mình không tin vào mắt mình. Mình bị choáng ngợp ấy. Bên cạnh đấy thì mình thấy cái điều hạnh phúc và một cái trách nhiệm, đó chính là mình phải làm tốt hơn thế này nữa. Mình không thể nào mà phụ lòng các bạn khán giả được, bởi vì các bạn đã yêu mình quá. Trong một khoảnh khắc nhỏ, mình đã cương quyết rằng mình phải sống thật tốt, mình phải làm nghề thật tốt, đam mê và cống hiến cho các bạn khán giả. Voi bước qua giới hạn an toàn của bản thân. Đó là cái điều mà Voi đã làm được trong The Masked Singer. Khi mà ngày trước ấy, các bạn có thể xem Voi hát, vẫn là một chàng trai hát cảm xúc, nhưng mà Voi luôn đặt ra những cái giới hạn của bản thân, luôn luôn hoài nghi với những điều mình đang làm. Bởi vì có quá nhiều những bình luận, có quá nhiều những cái complain về mình. Nó đôi khi nó không tốt lắm. Thế cho nên là mình sợ hãi với những điều đấy. Mình rụt rè, mình nhút nhát. Một bậc tiền bối đã từng nói, nội tại của Voi rất mạnh, nhưng mà Voi chưa biết phát triển, chưa biết sử dụng nó đúng cách. Thế cho nên đôi khi mình đang cảm nhận thấy The Masked Singer chính là một cái kim chỉ nam để cho mình tìm ra được những cái điều lớn lao hơn của cuộc đời mình, những sự bứt phá hơn nữa. Đấy là một cái đại dương, không phải là một cái bể nữa rồi. Và mình phải vùng vẫy, mình phải chứng minh bản thân mình cho mình đã, sau đó là cho các bạn khán giả. Và Voi tin chắc là bản thân mình sẽ làm được nhiều hơn thế này nữa, chứ không chỉ đơn thuần là một anh Tú đơn giản là tham gia một chương trình và sau đó quay trở lại là một anh Tú hát nhẹ nhàng quá. Mình sẽ phải khai thác bản thân mình nhiều hơn, kể cả dù có nhẹ nhàng đi chăng nữa, nhưng vẫn phải là cảm xúc nhất trong lòng các bạn khán giả yêu mình. Cái điều đấy là cái điều mà mình mong muốn.
Ôi, nói cảm ơn mà nói từ nãy đến giờ cái lời cảm ơn thực sự là mình nói quá nhiều rồi, nhưng mà đây là cái điều mà mình rất muốn nói. Mình cũng là một người mà có đọc comment kể cả về trái chiều hay là yêu thương, thì mình đúc kết ra được là mình càng phải cố gắng hơn trong cái vấn đề về cảm xúc, và mình cũng phải cố gắng hơn ở trong vấn đề kỹ thuật để mà hài hòa, để mà tìm về một anh Tú tốt đẹp nhất. Và mình mong rằng từng ngày mình sẽ tiến bộ hơn. Tú nghĩ rằng là các bạn khán giả sẽ bên cạnh mình theo dõi cái chặng đường của mình phát triển cũng như là nâng cấp bản thân. Các bạn khán giả sẽ là một cái người đồng hành, là một người tri kỷ cùng Tú. Mình hát ra một bài hát cảm xúc có nghĩa là mình đang kể một câu chuyện cảm xúc cho các bạn nghe, và các bạn đồng cảm với cái điều đấy. Và mình mong rằng cái sự non nớt của mình, cái sự yếu đuối của mình, cái sự e dè của mình cũng sẽ được các bạn khán giả yêu thương, và dần dần mình sẽ trưởng thành hơn. Trước thì Voi có chạnh lòng, nhưng mà sau Rap Việt thì Voi cũng không chạnh lòng lắm. Bởi vì sau Rap Việt, bà con, các bạn khán giả yêu thương Voi quá. Tú thấy mình rất là may mắn quay trở lại với một chương trình cực lớn, đó chính là The Masked Singer. Một chương trình mà cho Tú có cơ hội được nâng cấp level của mình còn gì bằng nữa. Trời ơi, biển đây, vùng vẫy đi. Lúc đấy Tú mới bước chân vào nghề luôn, mới vào luôn, kiểu chân bước chân giáo ấy, chưa biết một cái gì hết. Thế cho nên khi mà mình được áo quân, thêm nữa là bài debut được khoảng tầm 170 triệu là cũng lớn lắm, rất lớn luôn đấy đối với mình. Mình lại bị chênh vênh mọi người ạ. Tú không hiểu tại sao, nhưng mà chắc là sẽ những người trong nghề sẽ hiểu cho Tú cái cảm giác đấy. Không biết mình phải làm cái gì tiếp theo. Nhưng mà tự nhiên đến với cả Rap Việt thì thực sự lại được mọi người yêu thương. Từ lúc đấy ấy, thì Tú mới thấy được là mình càng phải làm nhiều hơn. Tú tham gia game show, tham gia chương trình, ra bài hát. Tú đang muốn được gần với khán giả nhiều hơn nữa. Tú sống bên ngoài rất là dân dã, đơn giản. Tú chỉ mong cái sự kết nối tình cảm đấy nó sẽ đem lại một anh Tú rất là dễ thương, rất là gần gũi với quý vị khán giả. Còn trong tương lai thì Tú sẽ có những cái dự định lớn. Bởi vì đây, chính xác như bạn biên tập bạn ấy vừa nói ấy, đây sẽ là một cái thời điểm vàng để mà Tú phát triển sự nghiệp của mình, để nâng trình độ của mình hơn nữa. Từ anh Tú non trẻ, rồi anh Tú cho trai, rồi đến một anh Tú trưởng thành hơn, rồi tới một anh Tú chín mùi. Cả một thanh xuân chúng ta dành cho nhau, thế là điều quý báu đối với Tú rồi. Thà rằng mình thất bại còn hơn là thất vọng, đúng không? Thế cho nên là cũng có những quyết định cảm tính của mình có sai, nhưng mà mình nghĩ rằng cái sai nó làm cho mình trưởng thành hơn thôi à. Không ai thuận buồm xuôi gió mãi, nó sẽ phải có những lúc nó hơi lênh đênh, hơi vấp cái này vấp cái kia, nhưng mà để rồi mình nhận ra những cái điều quý giá, những cái thứ giá trị hơn nữa trong cuộc đời để mà mình tiến bộ hơn. Cái đấy người ta gọi là giác ngộ. giác ngộ đúng không bạn Voi? Không, mình sẽ không nói là mình tham gia. Nói chung hai sân chơi thì nó là hai cái style khác nhau. Thế cho nên chỉ là chia sẻ là mình đã làm gì thôi. Mình cũng chia sẻ là mình đã có những cái hành trình như thế nào. Mình cũng rất là vui khi mà cả hai đứa đều chia sẻ được cho nhau những cái cuộc hành trình của tuổi thanh xuân. Thế là điều may mắn rồi. Quý khán giả có quan tâm thì mới có những cái tin đồn như thế, và nó phủ sóng quá lớn như vậy lên tất cả các mặt báo. Nhưng mà nhân tiện đây thì mình nói thôi, cứ đến tháng 12 đi rồi mọi người biết nhá. Còn bây giờ mình sẽ không tiết lộ cái gì hết. Bây giờ mình đang rất là vui với những điều xung quanh của mình. Mình sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì hết. Mọi người hãy chờ nha. À không, không, mình là hàng xóm mà. Mình là hàng xóm, mình xác nhận luôn nha mọi người nha. Mình là hàng xóm. Không cần phải giấu ngoặc kép gì hết. Đúng là mình là hàng xóm. Mình chỉ có kế hoạch là mình sẽ làm bạn với nhau, chia sẻ cùng nhau hết tất cả những cái chuyện vui buồn. Đấy là cái niềm vui đối với mình hiện tại bây giờ rồi. Không yêu, không mơ xa gì hết. Sống hiện tại gần gũi đã, đúng không? Wow, vừa nãy ở đây đã phỏng vấn rồi.
Ghê vậy? Mở mở về chuyện niềm vui nhân đôi. Nếu như mình quán quân tháng 12 xong hết rồi. Chết. Khúc ngọt ngào vậy là tôi nói xong rồi. Tới thế luôn à? Tới khúc đấy luôn à? Họ vội vã có vậy. Ông mình đâu có biết cái gì đâu. Mình là voi bản đôn. Mình là voi bản đôn chứ mình không phải là anh Tú nha mọi người nha. Mình nói về The Masked Singer này. Mình nói về cái món quà dễ thương mà có một bạn fanboy tặng cho Tú. Trời ơi, các bạn nhìn thấy cưng không? Tôi chết mất. Nhưng mà thực sự là các bạn có quan tâm ấy, thì các bạn mới thấy có cái tin đồn, biết những cái tin đồn về tháng 12. Cũng có thể tháng 12 nó sẽ là một cái sự kiện lớn của mình hoặc của hàng xóm. Và nó là một cái và... lớn của người ta thôi, còn đối với cả mình thì nó là một cái niềm vui lớn, một sự kiện lớn vào ngày 16, đó chính là The Masked Singer sẽ tổ chức concert. Rồi tôi cũng có nói cái gì. Ồ thế à? Đi xem luôn, mà sau đó nếu rồi. Như mà mình quán quân thì là niềm vui nhân đôi. Không thì đúng rồi, ví dụ trộm vía mà mình được quán quân nhá, thì mình sẽ thứ nhất là được quán quân, thứ hai là mình sẽ ra bài mới thì là nhân đôi. Rõ ràng không? Rõ ràng chuẩn nhá. Không sai một cái gì luôn. Ta vui một mình thôi đúng không? Nếu mà có niềm vui khác là mình người ta vui thôi đúng không? Người ta vui thì mỗi người sẽ phải khác nhau chứ, bởi vì người ta là hàng xóm, người ta có cái niềm vui của hàng xóm. Tôi không liên quan đến nhau. Liên quan đến nhau thì làm sao mà mình biết trước được? Mình chưa thể nào mà mình biết trước được tương lai sẽ có những cái niềm vui gì. Thế cho nên mình hãy enjoy với những cái niềm vui mình đang hiện có. Ta cảm ơn khán giả đã yêu thương mình. Trời ơi. Các bạn có thể lên và thấy cái sự thân thiết của hai hàng xóm với nhau, đúng không? Thì cái việc mà mình cảm ơn vì tất cả các bạn khán giả đã yêu thương Voi, yêu thương anh Tú, họ cảm ơn vì điều đấy, cái sự chân quý, người ta gọi là tình làng nghĩa xóm, người ta gọi là hàng xóm tắt lửa tối đèn. Các bác công nhận như thế không? Đấy chứ tôi có nói cái gì đâu. Tôi có nói cái gì đâu mà đấy là hàng xóm chuẩn đấy. Đấy. Các bác là phải kiếm được cái cô nào hoặc là bác nào hàng xóm mà kiểu tính nết mà phải như thế. Dễ thương lắm các bạn. Đấy, luôn luôn giúp đỡ nhau nhá. Xong rồi đêm đêm sang nói chuyện kiểu tâm sự đồ. Chứ sáng không nói hả? Không thì sáng phải làm việc, xong rồi đêm 8-9 giờ thì đấy là vác đàn sang kiểu tâm sự rồi nói cả đàn nữa. Ừ, trời ơi. Chill the beast. Chào Lily. Hôm nay mình đến đây là mình đang muốn ủng hộ ai ạ? Thì nó phải có cái nhất, cái nhì đúng không? Thì đó là Voi Bản Đôn và ông Baby. Thì hôm nay Lily đến ủng hộ hai nhân vật này và hy vọng rằng là hai nhân vật này sẽ giành vé vào chung kết. Như nãy mình nói là cũng phải có nhất có nhì, mặc dù mình chọn hai nhưng mà cũng phải có người nhất người nhì chứ. Nhưng mà bắt bẻ quá. Thì ok, thì nhất thì chắc là mình thích kiểu lên Tây Nguyên á. Mình thích mấy cái hướng Tây Nguyên rồi đó. Mấy cái mà con có vòi dài rồi đó. Ông chích hơi đau nhưng mà cho ông xếp số 2. Con nghĩ rằng cái người đó có khả năng thành quán quân không? Chắc chắn 99%. Nói chung người ta có câu là luật hấp dẫn đó mọi người. Mình cứ tin vào điều gì là điều đó sẽ thành hiện thực. Nên là mình cứ tin như vậy đi. Kết quả ra sao thì chưa biết. Nhưng mà mình có niềm tin đi đã. Cơ hội xảy ra nó sẽ cao hơn. Nhưng mà như vậy thật sự là mình đã phải biết người bên trong Voi Bản Đôn lại. Thì đến vòng này mà nó chưa biết thì cũng không có phải. Nhưng mà mình cũng là khán giả mà, nên là mình cứ đoán thì đoán thôi. Nhưng mà sâu bên trong mascot là ai thì vẫn là một bí mật. Bí mật ngọt ngào. Nhắc đến sự ngọt ngào, ok ra đã mình, chính mình là người đã đề cập đến chuyện ngọt ngào trước. Ủa? Tại sao nó lại là ngọt ngào ta? Hay gài quá à. Không thề gài luôn nha, tự mình nói trước. Không ai nói gì luôn á mà mình nói ngọt ngào. Tại vì là Voi Bản Đôn đã thể hiện những cái ca khúc trên sân khấu như mọi người cũng đã biết là rất là tình cảm, rất là dạt dào cảm xúc. Và Ly là một người xem đi xem lại những cái tiết mục đó rất là nhiều. Đó cũng như là một cái món quà tinh thần mà Voi Bản Đôn dành cho tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi The Masked Singer. Và Ly nghĩ là đó là một món quà ngọt ngào nhất rồi. Món quà ngọt ngào này nó có phải xảy ra vào cuối năm tháng 12 giống như người ta nói không ta? Dạo này người ta cũng nói rất là nhiều về cái chuyện một cái gì đó sẽ xảy ra vào tháng 12 ấy. Chắc là concert đó. Concert The All Star The Masked Singer đó. Và Ly đang rất rất là mong đợi đến tháng 12 để tham gia cái concert này. Tại vì năm ngoái là Ly cũng chưa có cơ hội để tham gia. Và năm nay thì chắc chắn là Ly sẽ tham gia. Ví dụ như mà là trong ngày đó mà Voi Bản Đôn được quán quân thì có phải niềm vui nhân đôi không hả? Là tháng 12 đó mình sẽ có hai cái sự kiện quan trọng. Không, thật ra là cái sự kiện mà không biết là chương trình đang nói sự kiện nào nên không biết nữa. Nhưng mà nói chung là nếu mà Voi Bản Đôn quán quân thì Ly tin chắc rằng đó là một cái niềm vui rất là lớn. Khán giả bình thường thì người ta chỉ nói niềm vui thôi, người ta không nói niềm vui lớn. Biết gì? Không, Ly tin chắc rằng là ai là quán quân thì cũng sẽ là một cái niềm vui rất lớn dành cho tất cả mọi người. Nhưng thì với Ly nó lớn hơn xíu. Mình hãy dành một cái lời nói gửi gắm hoặc là mình chia sẻ gì đó cái người này.
và con ơi, và con ơi. Thật sự là đã đi đến vòng này thì Ly biết là Voi đã phải trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc vui có, buồn có và rất là áp lực. Tại vì Voi là một người rất là cầu toàn, cho nên là từng cái bài hát này, việc chọn bài hát này, rồi việc biểu diễn, rồi xuất hiện sao, những cái lời ăn tiếng nói của Voi trên sân khấu, Voi đều rất là coi trọng. Ly muốn nói là Ly rất là tự hào về Voi. Vì Voi cũng có thể nói là trong mùa này là Voi là một trong những cái nhân vật mà khá là nổi bật và được khán giả rất là yêu thích. Khi mà Ly xem những tiết mục của Voi cũng như là đọc những cái bình luận của khán giả về Voi thì Ly cảm thấy rất là hạnh phúc, vì mình là một người mà có thể nói là mình đã chứng kiến những cái cố gắng của Voi rất là nhiều, và để đến ngày hôm nay thì có lẽ là khán giả khi mà xem qua màn hình thì khán giả sẽ có thể là không thể nào hiểu hết được, nhưng mà Voi đã rất là cố gắng hết mình vì The Masked Singer cũng như là vì khán giả, cho nên là chúc mừng Voi. Ly tin là Voi đã có một cái chặng đường rất là đáng nhớ với The Masked Singer, và sắp tới sẽ là tương lai rất là rạng rỡ và một cái hạnh phúc rất là tuyệt vời đang chờ đón Voi. Dĩ nhiên là mình sẽ phải cảm ơn những người bạn của mình hôm nay đã đến. Đó là một cái niềm vui rất lớn. Cảm ơn hàng xóm, cảm ơn Hoàng Binh Di, cảm ơn Bùi Công Nam, cảm ơn Lít, cảm ơn Lục Huy, cảm ơn những tình cảm của mọi người dành cho Tú. Và Tú mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn giữ mối quan hệ này trong tương lai, và Tú yêu mọi người rất nhiều. Không, nhưng mà người hàng xóm phải có một tên không chứ? Hàng xóm và bạn cũng là một mà. Hàng xóm cũng là một người bạn tri kỷ của Tú. Tên hàng xóm của mình là Lily. Cái điều hiển nhiên. Cảm ơn Lily rất nhiều khi em đã đến đây và nghe Voi Bản Đôn hát. Anh sẽ cố gắng hát tốt nhất có thể. Và kể cả không có em thì anh cũng sẽ phải hát tốt nhất có thể thôi. Bởi vì đây là cuộc chơi, đây là một sân chơi rất lớn. Anh hiểu được đó là khán giả đang yêu thương anh như thế nào. Và mong em sẽ luôn luôn tin tưởng những điều anh đang làm. Mong em sẽ luôn luôn tin vào người hàng xóm tuyệt vời này. Và trong tương lai anh sẽ làm nhiều điều hơn thế này nữa. Tôi cảm ơn Lily, cảm ơn mọi người đã luôn luôn lắng nghe những chia sẻ của Tú. Mặc dù đôi khi nó có sàm sàm một chút, cũng hơi tế nhỉ. Này tim, thả tim đồ ha. Nó hỏi dùng một cái câu tình cảm của ba chữ đó. Cảm ơn em. Xuất sắc. Sẽ phải bất ngờ với câu của Lily. Tôi không có gì bất ngờ luôn. Nói gì nghĩ coi. Cảm ơn anh. Làm tốt lắm. Không luôn. Ok anh. Ok anh. Thôi. Tôi đâu phải việc phải đoán, bởi vì tôi cũng đã đoán rồi đấy. Tôi đoán 5 cái option từ vừa nãy đến bây giờ đấy. Thi tốt nhé. Cố lên anh. Tôi thả tim nha. Ủng hộ anh. Khó quá mọi người ạ. Cái câu gì mà nó có cái từ trái tim mà thể hiện sự tình cảm của hàng xóm. Tiến lên anh. Rất là đồng chí luôn. Cố lên mẹ. Cố lên bà. Cố lên bà. Cố lên bà, cố lên ông. Chung là mình cũng đã chia sẻ với nhau nhiều rồi. Hàng xóm sẽ chia sẻ và mình sẽ xem clip này. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã yêu thương Voi. Và mình sẽ cố gắng hơn nữa để cho quý vị thấy là thương anh Tú là một điều đúng đắn. Voi tuyệt vời. Nói chung là rất là vui khi mà được chứng kiến hành trình rất là ý nghĩa tuyệt vời này của Voi. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.